Ở kỳ trước, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc rao bán các loại giấy tờ giả nhàn nhãn trên mạng xã hội, và người có nhu cầu chỉ cần đưa hình ảnh thông tin là có đầy đủ các loại giấy tờ mình cần, có mộc đỏ, chữ ký, kể cả việc sao y chứng thực. Một trong các tài khoản mà chúng tôi liên lạc trong nhóm Việc làm Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, tên Vũ, sống tại Bến Cát, Bình Dương, để nhờ làm giấy tờ giao tận nhà. Sau khi gửi thông tin, hình ảnh cho Vũ, sáng ngày 7 tháng 12, một tài xế giao hàng điện thoại cho chúng tôi yêu cầu nhận hàng. Qua kiểm tra, gói hàng gồm hai bản chứng thực căn cước công dân, một bản chứng thực sổ hộ khẩu có con dấu giáp lai của Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường tên Nguyễn Quốc Việt ký. Hồ sơ còn có giấy xác nhận hạnh kiểm, sơ yếu lý lịch có con dấu và chữ ký của Thiếu tá Nguyễn Văn Lưu, Phó trưởng Công an phường Phú Hòa. Về giấy khám sức khỏe cận lâm sàng, dù phóng viên không đi khám nhưng kết quả được ghi sức khỏe bình thường, có con dấu chữ ký của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Đôn, Bệnh viện Đa khoa An Phước, Sài Gòn. Thoạt nhìn rất khó để nhận ra các giấy tờ này được làm giả. Các chữ ký con dấu của các cơ quan nhà nước dùng trên các mẫu giấy tờ đều rất giống bản gốc. Đáng chú ý, tất cả phần thông tin cá nhân của người làm giấy tờ đều chừa trống để tự người sử dụng ghi vào. Sau khi nhận hồ sơ và thanh toán tiền cho người giao hàng, Vũ nhắn tin và dặn phóng viên điền thông tin vào giấy tờ. Ở một nơi ở hiện tại, Vũ hướng dẫn ghi địa chỉ tại khu phố 1A, đường DT746, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Sáng 14 tháng 12, phóng viên liên hệ để nhờ Vũ làm giúp một chứng chỉ tiếng Anh. Vũ gợi ý chỉ cần gửi hình bằng cho Vũ để người này photoshop thông tin lại, rồi đóng dấu chứng thực là tương đương bản gốc với giá 350.000 đồng. Đến trưa cùng ngày, Vũ gửi một tấm bằng tiếng Anh đã scan từ hình ảnh gốc và thay bằng tên của phóng viên để kiểm tra thông tin. Sau khi xác nhận, Vũ yêu cầu giao hàng trực tiếp tại chợ Nhật Huy và đòi thêm 50.000 đồng tiền phí. Hơn 17 giờ, người này chạy xe máy 69F120127 đến điểm hẹn để giao hồ sơ. Dù ra mặt trực tiếp, song Vũ rất cẩn thận nhìn trước ngó sau. Thấy đã an toàn, Vũ mở cốp xe mang ra một túi ni lông màu đen được dán kỹ, đưa cho chúng tôi, rồi đòi 350.000 đồng, rồi rời đi mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ngay sau đó, phóng viên đã bám theo người này và xác định ông này chạy xe vào khu Ninh Sơn rồi mất dạng. Đến tối ngày 14 tháng 12, Vũ nhắn tin Zalo cho phóng viên và gửi tấm bằng đã chỉnh sửa để dùng đối chiếu trong trường hợp nộp bằng công chứng vào công ty. Người này dặn dò, khi nộp bằng công chứng, người ta đã tin rồi, chỉ cần nói bỏ quên bằng gốc ở nhà và đưa tấm hình ra là trót lọt. Chúng tôi đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một để tìm hiểu vị phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tên Nguyễn Quốc Việt. Tuy nhiên tại phường Phú Hòa, không có ai là phó chủ tịch phường có tên như trên. Cái người Việt đó là phó chủ tịch là giả đó, không phải là thật đó. Mọc giả luôn mà, đây là ông bị lệnh ship là ông khác, đâu phải ông đó đâu. Sau khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ phóng viên cung cấp, Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, phó trưởng công an thị xã Bến Cát cho biết sẽ cho cán bộ chiến sĩ thực hiện điều tra ngay. Đến ngày 28 tháng 12, qua trao đổi, Thượng tá Tâm cho biết công an vẫn đang làm việc.